Chào cả nhà. Mình là Mi, 28 tuổi, nhân viên văn phòng. Sở thích của mình là gặp bạn bè và đi mua sắm. Hôm nay, mình và bạn của mình sẽ đi mua sắm. Chúng mình đến trung tâm thương mại lúc 3 giờ chiều. Ở đây có rất nhiều cửa hàng quần áo giày dép mỹ phẩm mình muốn mua một chiếc áo và một đôi giày chiếc áo này rất đẹp phải không nhưng mình không thích màu đỏ người bán hàng nói chiếc áo này có nhiều màu màu xanh màu trắng màu đen màu vàng mình đã mua áo màu trắng đây là cửa hàng giày ở đây có giày nam và giày nữ mình thích đôi giày này đôi giày này có ba màu màu nâu màu đen và màu trắng. Ừm, mình thích màu nâu. Nhưng đôi giày này cỡ 39 to quá. Người bán hàng nói không có cỡ 37 màu nâu. Tiếc quá. Vì vậy, mình đã không mua bạn mình mua một chiếc quần bò quần bò ở đây vừa đẹp vừa rẻ các bạn có thích đi mua sắm không bạn thích mua sắm ở trung tâm thương mại hay mua sắm trên mạng nói cho mình biết nhé Chào cả nhà. Mình là Mi, 28 tuổi, nhân viên văn phòng. Sở thích của mình là gặp bạn bè và đi mua sắm. Hôm nay, mình và bạn của mình sẽ đi mua sắm. Chúng mình đến trung tâm thương mại lúc 3 giờ chiều. Ở đây có rất nhiều cửa hàng quần áo giày dép mỹ phẩm mình muốn mua một chiếc áo và một đôi giày chiếc áo này rất đẹp phải không nhưng mình không thích màu đỏ người bán hàng nói chiếc áo này có nhiều màu màu xanh, màu trắng, màu đen, màu vàng. Mình đã mua áo màu trắng. Đây là cửa hàng giày. Ở đây có giày nam và giày nữ. Mình thích đôi giày này. Đôi giày này có ba màu. Màu nâu, màu đen và màu trắng. Ừm, uhm, mình thích màu nâu. Nhưng đôi giày này cỡ 39 to quá. Người bán hàng nói không có cỡ 37 màu nâu. Tiếc quá. Vì vậy, mình đã không mua bạn mình mua một chiếc quần bò quần bò ở đây vừa đẹp vừa rẻ các bạn có thích đi mua sắm không bạn thích mua sắm ở trung tâm thương mại hay mua sắm trên mạng nói cho mình biết nhé Chào cả nhà. Mình là Mi, 28 tuổi, nhân viên văn phòng. Sở thích của mình là gặp bạn bè và đi mua sắm. Hôm nay, mình và bạn của mình sẽ đi mua sắm. Chúng mình đến trung tâm thương mại lúc 3 giờ chiều. Ở đây có rất nhiều cửa hàng quần áo giày dép mỹ phẩm mình muốn mua một chiếc áo và một đôi giày chiếc áo này rất đẹp phải không nhưng mình không thích màu đỏ người bán hàng nói chiếc áo này có nhiều màu màu xanh màu trắng màu đen màu vàng mình đã mua áo màu trắng đây là cửa hàng giày ở đây có giày nam và giày nữ mình thích đôi giày này đôi giày này có ba màu màu nâu màu đen và màu trắng. Ừm, mình thích màu nâu. Nhưng đôi giày này cỡ 39 to quá. Người bán hàng nói không có cỡ 37 màu nâu. Tiếc quá. Vì vậy, mình đã không mua bạn mình mua một chiếc quần bò quần bò ở đây vừa đẹp vừa rẻ các bạn có thích đi mua sắm không bạn thích mua sắm ở trung tâm thương mại hay mua sắm trên mạng nói cho mình biết nhé